Hello, xin chào mọi người. Xin chào cô chú đi quan. Chào. Hôm nay nhà mình ăn cơm buổi tối đây mọi người. Nhà mình hầm con vịt ăn đấy mọi người. Ăn luôn cả con luôn. Mình có bát nước mắm gừng chấm cùng ăn đây mọi người. Đó, hấp dẫn lắm. Ăn cùng ớt chuông nha mọi người. Giờ mời mọi người ăn cùng với gia đình mình nha. Chồng mình ngồi đợi đói quá. Ăn cơm trước này này. Rồi mình sẽ cắt nó ra này. Mình để luôn con này. Ăn đến đâu thì cắt đến đó. Thôi đợi mẹ đi. Ví dụ là chào cô chú cho con. Không là con gái không. À. Bây giờ. Còn hai một cái nữa. Đợi mẹ mới cắt cho. Mình với hầm xong vẫn còn nóng mọi người. Nhìn này. Ừ, nóng quá. Bị cháy tay. Nó bắn vào người mặt. À à quên, mình chiều là con ăn cái ốc con thật ra đấy không? Cẩn thận quá, cẩn thận con chấm cái này này ăn. Này. Con chấm cái này ăn này, chấm nước cũng mắm đường ăn. Ăn chưa bò vậy? Nóng. Nóng mà, cẩn thận nhá. Bò mày chết tôi to rồi. Cái cổ này. Nhông mừng nè. Ừ. Con chấm với nước mắm gừng ăn con này. Ăn đến đâu rất đấy cho nó ngon. Để chặt nhỏ ra thì nó nhanh nguội đấy mọi người. Chấm nước mắm gừng. Nhà mình còn ít rau xà lách mình cho ăn luôn. Luôn quả dưa chuột. Bồng tay. Ngồi đây. Đúng quá. Mình từ hầm mình cho tỏi với quả tế chua. Quả táo tàu vào đấy. Ngô bà lông rồi, cứ cho mình ngồi. Chị có mùa. Cô lắm quá, mình ăn đến phô câu chưa? Này phải mãi không cắt được một miếng. Nó quá nóng luôn. Ý à. Ý có ít, ham vừa chỉ có một. Đợt đây, quá đi chị. Đó, chồng mình ăn được một móng gừng nữa mọi người. Oh. Đúng quá, cứ ăn đâu mình sẽ cắt lên đấy mọi người nhé. Nóng quá. Mình ăn thêm phô câu trước này. Rồi mọi người nha. Sao? Ngon không? Lâu lâu thấy thèm bọn mẹ ăn. Nấu ăn lên mọi người. Chúng mình ăn đã xong rồi đó. Ngon. Vịt nó mềm. Nước mềm gì? Mình chồng cũng lâu không? Đây. Con để đây mẹ em phút con để vào đây để con để bát con đi. Nào, cho bát con này. Để xuống. Không sao, để nó chảy lên đây con ăn tiếp. Dương. Ngon. Đi thôi. Đi con đọc đi. Đi con đọc đi. Đi con đọc đi. Đi con đọc đi.
cay, nước mắm gừng mình nằm cay lắm. Ngon, đã luôn đấy. Quá. Chuẩn bị ăn xong rồi nào. Nước chuẩn ăn nước ngọt. Mắm nó cay cay. Nhân ve. Ngon. Có ít rau miếng rau mùi. Chấm cuốn vào đây, chấm mắm. Nhà mình tháng nên như mọi người cũng biết đấy, có video trước mình cũng chia sẻ rồi đó. Nhà mình tháng sau ấy dự định là sẽ chuyển nhà cho qua bên nào ở đấy mọi người. Thì hiện tại thì nhà mình cũng đang chuẩn bị nhà này, thì nhà mình cho thuê rồi, họ cũng đặt cọc tiền hợp đồng nhà đó mọi người, họ đặt cọc tiền rồi. Mình vừa đang nói chuyện thì ở trong nhà họ thông báo, ở chỗ phòng quản lý họ thông báo. Mình tắt đi. Thì hiện tại nhà mình cũng cho thuê nhà được rồi, họ cũng đặt cọc tiền nhà với mọi người. Hợp đồng họ đặt cọc rồi. Cuối tuần này thì chồng mình, vợ chồng mình sẽ đi hợp đồng, làm hợp đồng nhà. Những đồ đạc ở trong nhà mình, nhà mình đã chuyển hết qua bên đấy, mọi người mang hết qua bên nào luôn. Bởi vì tủ lạnh, máy giặt, rồi làm bộ bàn ghế, sofa này cũng thế, nhà mình mang hết đi. Nói chung là có thì mang hết đi, mình không vứt đi, không bỏ đi đâu. Sau đấy sẽ cần đến dùng đến đấy mọi người. Thì mình mang đồ trong nhà đi là vận chuyển với hẳn một cái container đấy. Cái họ sẽ chuyển cho mình, công ty vận chuyển họ sẽ chuyển cho mình. Thì phí vận chuyển thì công ty chồng mình sẽ chịu mọi người. Họ sẽ trả tiền phí vận chuyển đó. Bởi thế nên mình mang hết đi, mang hết đồ đạc qua bên đấy. Con đấy thì khỏi phải sắm lại ấy. Còn học trường học của con mình thì con bên đấy sẽ tìm hiểu trường sau, để xin học ở trường nào thì sẽ quyết định sau. Còn hiện tại thì cũng tìm hiểu được một hai trường rồi. Chồng mình cũng đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển trường cho con mình đó. Nói chung là cũng có rất là nhiều việc cần phải làm giải quyết. Nên nhà mình mua thêm nhà xong sẽ chuyển đi, thì những cái mà đồ dùng không cần thiết ấy, ví dụ xe đạp đấy là mình sẽ cho những người quen mình đó, hoặc là những cái gì mình không mang đi thì mình sẽ cho người quen, còn những cái gì mình cần thiết mang đi là mình mang đi hết. Hiện tại thì mình cũng từ giờ đến lúc đi thì mình cũng chuẩn bị ít đồ, ví dụ các cái đồ dùng cần thiết xong bên đó đấy mọi người, bên đó thì
Thế là người rất là hiếm với lại đồ đạc mắc á. Nên là mình sẽ mua từ bên này mình mang sang. Mình mang sang thì mình cũng gửi theo đường những cái đồ mà khô hoặc là đồ để được lâu á thì mình sẽ gửi bằng đường biển đó mọi người. Thứ sáu tuần này mình đi bổ đấy mọi người. Mình ngày xưa 2-3 năm về trước ấy, mình đi khám sức khỏe thì tình cờ phát hiện ra ở ngực mình đó mọi người có cái hạt sạn thì nhí ti ở trong ngực ấy, thì họ mổ ra để họ lấy hết ra rồi đi xét nghiệm xem là cái gì đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không. Thì năm ngoái năm kia thì mình mổ tất cả là 2 lần, mình mổ 2 lần và đều 2 bên ngực mình luôn á. Năm nay cái chỗ mình mổ đó thì nó lại lên một cái u nữa mọi người. Ăn xong thế, lại có cái u nữa đấy. Xong mình đi khám lại rồi đi siêu âm lại đó, đi chiếu chụp siêu âm lại thì sẽ phải mổ một bên nằm có 2 cái u thì mình phải lấy mổ ra mình lấy hết. Ngại mà cứ đi. Thì mình sẽ mình hẹn lịch chờ thứ 6 tuần này, mình hẹn lịch rồi để mổ. Mổ mình lấy u ra xong rồi là mình xem họ đi xét nghiệm xem là có lành tính hay ác tính đấy mọi người. Mình cũng rất là lo lắng. Nhưng mà trước qua tiếp xúc qua bên nào là thì mình làm có thì là mình sẽ giải quyết hết trong bên Hàn này đó. Sợ qua bên lần nào thì y tế của người ta không có được tốt như bên Hàn nên mình sẽ làm hết bên này xong rồi mình mới đi. Hiện tại mình cũng siêu thị á, mình cũng mua được mấy cái đồ dùng lặt vặt trong gia đình để mang sang đó. Mắm cay quá mọi người. Ngon này quá. Ăn xong rồi nè. Ta mua rồi. Ta mua rồi. Ăn ngon rồi con. Giờ mình ăn ớt chua. Ngon. Có mặn này, ớt chua này, cay, ớt mình nhào cân, nước chấm mình làm 2 quả ớt cay quá. Nói chung là mình mổ ngực thì như bác sĩ nói là cũng khoảng hình như nào khoảng mất 1 tiếng hay sao mọi người. Mình mổ xong thì nằm viện một hôm thì hôm sau xuất viện mọi người. Sửa không cắt được, mình được bẻ.
cay quá. Trước cái ngày mà mình nhập viện ấy, là mình phải đi khám kiểm tra dịch đó mọi người, dịch corona đấy. Họ ở chỗ bệnh viện bắt buộc phải đi kiểm tra corona. Kiểm tra xong mới hôm sau mới vào bệnh viện, nhập viện đó. Ăn những cái này cứ cầm tay này gặm mút ăn mới ngon mọi người. Thì nó mất lịch sự một chút, thì nó dơ một chút nhưng mà nó ngon lắm mọi người thông cảm nhá. Giờ mình cũng hết cái túi hết cái găng tay rồi mọi người. Em thăm đâu con? Em thăm một số lượng. Thì em mua cô chứ chị mà không? Cay vẫn ngon. Ông bao giờ mới mất sốt? Mẹ uống luôn con. Bao giờ mất? Bao giờ? Cái này bẩn. Đây ta. Nước ép trái cây, nước uống nước ngọt đấy. Của mình. Bà mình uống. Khen ngon. À uống thử. Luôn. Ngon không? Ăn cho tôi luôn. Khen luôn, để mẹ uống thử nước ngọt này. Vị đào ngon lắm. Ngon lại đúng quá. Ngon. Cuối năm này mình bị đen lên không mọi người? Cái lần trước mình đi xuống dốc mà không phải dốc nhiều, hơi là thoải thoải một chút thôi đấy. Nhưng mà đi nhầm sang nó bị trẹo chân mọi người, trẹo mắt cá chân đấy. Nên là mình đi viện uống thuốc rồi làm cũng chụp rồi nhưng mà không bị sao, chỉ bị sưng khớp, chỉ bị sưng thôi mọi người. Kiểu sái cổ chân đấy. Mình bị xương rất đau mà bác sĩ bảo là mình phải ở nhà nghỉ ngơi, không được hạn chế đi lại nhé, và mình đi như ngựa ấy. Từ đấy mà đi vẫn chưa khỏi, đến giờ vẫn chưa khỏi, tháng này rồi, không tháng này mà chưa khỏi. Là mình thấy nó đau quá, mình ngồi mình không khoanh được chân vào mọi người, nếu nó đau quá mình đi viện khám lại thì phải uống thuốc này, điều trị vật lý trị liệu này. Hôm nay mình vừa đi viện về xong, đi điều trị vật lý trị liệu với thầy thuốc để uống để khám lại nhé. Không biết là cũng khỏi, không biết khi nào mới khỏi, giờ vẫn còn đau mọi người. Chán. Con gái này không ngon, con gái này không chịu quay với mẹ. Ăn đúng không? Con cái tầm đó xe. Chúc con một tầm đó xe. Úi dạ. Cay quá mọi người. Cay nhưng vẫn muốn ăn. Quên quá.
Thực sự là mình không ăn nữa mọi người. Ngon. Thật sự là mình rất no, mình không ăn nổi nữa rồi. Thì bữa tối của mình xin phép dừng ở đây mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye.